Bà xuống ăn cơm. Ô, sao lúc quay không được tay thỏ à? Không, nó chỉ quay ngang cái này thôi. Đấy. Đấy. Quay mâm rượu ở đây, quay mâm rượu luôn. Cho Thành mất vé ngồi mâm chủ tịch. Mâm chủ tịch. À, chú Dông ngồi đây để cho quay. Đồng thời không đấy, đứng. Đứng đây, đứng đây. Buộc cái gì đây? Nó tuột cả bóng bay lên được dây ở lại. May là mẹ vượt được đấy. Thôi ra đi. Không, cô không ăn. Mày mà đấy cởi dép ra, mẹ cho vào đây ăn. Không, chị ơi, để ra thì bác chuyển vào cái bát. Bỏ cái túi ra. Đi nào uống rượu nhỉ, chả bia nhỉ. Lấy cho bà. Ôi giời ơi. Không. Ôi giời ơi. Sao bấm này cho nó liều tiều tiều thế này. Ôi gì ăn đâu này. Lau đi, lấy cái giấy lau đi cháu. Chung. Đi trên trời xuống nhé nhỉ. Đi trên trời xuống không? Ai làm châu? Chú Dân Châu à? Chú xem pin chú Dân Châu à? Nó ngồi đây ăn với các bạn ngoài này. Mang đi vào đây phải chọn với mẹ trong này. Con có nước ạ. Rồi mẹ lấy cho. Con cần lấy Coca cho con. Ừ, nước cam được không? Ngồi đây. Mang ngồi ở đây. Điều mẹ. Này quay cậu này hơi bị dài đấy. Đẹp dài mà trông như chú rể. Lẩu nhiều rau quá. Rau nó mới ngon. Rồi con Lâm ra ngoài kia ngồi mâm các trẻ em vào đây. Kia là uống rượu. Mày muốn đây là mâm rượu mày ra đây ngồi. Xe này đổ mày đổ gầm giường. Đổ gầm giường. Đây đây, chú có cái gì đây không? Mình bắt được nhà cũ. Nay nhà cũ cũ to. Con ngà này mình dọn ra mình dọn đi. Đúng trên cũ. Không ăn này đâu. Mua thế không ăn à? Thế đấy, mình thường ăn. Giúp nó chẹn cứ cắt à, mình giúp không? Mày thái cái giò ấy ra cho nó ăn. Đậu. Không, cái giò ấy kìa. Giò ấy kìa. Đi giò tay ấy. Thôi để ăn. Sang vô đây để ăn. Nhưng mà ơi, để có thủy ơi. Không quên mày cắt ớt đây cho anh đi. Đây cho anh mấy quả ớt. À cái kéo quên. Anh tự lấy tay anh bẻ. Thôi được rồi. Chèn cứng thật. Nó mà về tất cả mà về đấy. Tất cả mà rất nhiều ớt. Cứ cắt mày quay lại chim này. Quay. Người một người. Ừ, mặt dạng dỡ sắp được hốc. Ba đường. Tám cao mà. Nhìn Đức trông như là Tuấn Hưng ấy nhỉ. Đua đây này các em. Đua đây các em.
đúng đúng rồi. Đây cháu nhỏ cháu ngồi đây. Chủ tịch đã làm. Thôi nhá, mày không quay nữa nhá. Thế bây giờ đi ăn đây. Bây giờ cũng đã 11 rưỡi rồi. Đủ bát chưa? Thiếu bát rồi. Nhà đông con bông chồng. Thôi. Mày mua được mấy con hấp đâu? Thôi đi. Kệ con này. Cho hấp nhá.